Xin được kính chào toàn thể các quý vị và các bạn tiếp tục quay trở lại với kênh của Vượng Vlog nha. Như thường lệ thì lời đầu tiên Vượng Vlog xin được gửi lời chúc sức khỏe, lời chào trân trọng đến toàn thể các quý vị và các bạn. Xin được kính chúc cho toàn thể cô chú anh chị, quý vị và các bạn trong ngoài nước luôn có thật nhiều sức khỏe, hạnh phúc và được bình an trong cuộc sống nha. Những thông tin mới nhất ngày hôm nay mà Vượng Vlog rất là vui khi mà muốn cập nhật đến toàn thể các quý vị và các bạn. Tiếp theo là những cái câu chuyện của gia đình bà Loan. Như mình đã thông báo với các quý vị trong suốt thời gian vừa qua, đó là những cái thông tin liên quan tới cái gia đình của bà Loan, vụ tranh chấp đất đai sang tên cho thông gia, cũng như là sang tên cho cháu nội và những cái tranh chấp của con dâu và mẹ chồng, những cái hành động mà con dâu khiến cho mẹ chồng phải ra ở riêng. Thì tất cả mọi chuyện đó thì những cái bức xúc, những cái câu chuyện mà khiến cho toàn thể các quý vị khán giả đang theo dõi cũng như đang thương bà Loan, thì ngày hôm nay những cái thông tin mà cực vui mình muốn gửi gắm đến quý vị và các bạn. Trong ngày hôm qua, hôm kia thì thưa quý vị là thi thoảng mình mới đăng tải một cái video để mà nói chuyện về gia đình của bà Loan. Quý vị phải biết là có thông tin thì Vượng Hạnh, xin lỗi quý vị là có thông tin thì Vượng Vlog cũng mới có thể cập nhật được đến quý vị. Không có thông tin thì làm sao mà Vượng Vlog cập nhật được cho quý vị, đúng không ạ? Ngày hôm qua thì Vượng Vlog cũng đã cập nhật đến các quý vị và các bạn những cái thông tin liên quan tới cái vụ việc mà ngày hôm nay là ngày mùng 10 tháng 5 đó quý vị. Thì Vượng Vlog cũng cập nhật đến quý vị và mong cho quý vị chúng ta sẽ biết được những thông tin trong ngày hôm nay. Bởi vì tại sao đến bây giờ mình mới đăng tải video? Bởi vì mình cũng chưa biết được những thông tin, và đến bây giờ mình đã cập nhật được thông tin thì ngay lập tức đó, ngay lập tức thì Vượng Vlog cũng sẽ cập nhật đến cho các quý vị và các bạn những thông tin vui, những thông tin chính xác để cho mọi người cùng nhau ủng hộ tiếp theo cho bà Loan, để bà Loan có thể trong cuộc sống sau này bà sẽ được vui và bà sẽ được thanh thản cái tuổi già đó mọi người. Thì ngày hôm nay bên tòa án, tức là bên thẩm định rồi tất cả bên cơ quan chức năng người ta về, người ta làm việc, thì bên luật sư của bà Loan nhé mọi người, luật sư của bà Loan cũng đã nói rằng 99% bà Loan sẽ lấy lại được đất rồi. Đó quý vị, 99%, đây là một cái thông tin rất chính xác cho mọi người. Tối nay quý vị có thể sang kênh chị Hồng Khàn, quý vị nghe thì sẽ rõ. Bởi vì là cái thông tin này là mình cũng đã cập nhật được để muốn gửi gắm đến quý vị. Và 99% là bà Loan lấy lại được đất. Thế nhưng quý vị nhá, lấy lại được bao nhiêu thì đó là một cái vấn đề. Bởi vì hôm nay người ta đến người ta thẩm định, chứ không phải hôm nay đến là người ta phân xử ngay đâu. Mọi người phải hiểu là nếu mà đến mà để mà chia chắc lại cho bà Loan ngay thì chúng ta có thể biết được ngay. Nhưng ngày hôm nay là tòa án người ta về, người ta đã điều tra, người ta về người ta để điều tra xem cái đất này từ đâu, của ai và cho ai, sang tên cho ai. Thì mọi người phải biết rằng là người ta về người ta còn phải cân đong đo đếm, người ta sẽ có cái biện pháp để mà người ta xử lý cái vụ việc này, xử lý cái vụ tranh chấp này. Thế thì mọi người phải biết rằng là cái điều này là vui khi luật sư của bà Loan đã nói rằng 99% là sẽ lấy lại được đất đó. Mọi người có thấy vui không ạ? Có vui không ạ? Đây là một cái thông tin cực kỳ vui. Sau đó thì tiếp theo là bà Lan, đó, Lan đột biến với mọi người, thì là không dám có mặt, không cáo, tức là cáo không có mặt, giao toàn quyền quyết định cho luật sư nhé mọi người. Đấy, giao toàn quyền quyết định cho luật sư. Thế thì đây là một trong những thông tin mà thật sự lúc này thì Vượng Vlog rất vui khi mà được cập nhật đến toàn thể các quý vị. Và các quý vị muốn biết rõ hơn, nhiều hơn nữa thì mời các quý vị tối nay chúng ta có thể sang kênh của chị Hồng Khàn hoặc là Hồng Mỹ Ngô đó mọi người. Thì để cho mọi người có thể biết được cái thông tin chính xác hơn nữa. Vì tối nay chị ấy, một là sẽ live stream, hai là chị ấy sẽ công chiếu video. Nhưng thông tin là mình với chị Hồng Khàn cũng đã thông tin cho nhau. Và các quý vị cũng phải ủng hộ tiếp theo để cho bà Loan sẽ tiếp tục có những niềm vui sau. Bởi vì là ngày hôm nay thì tòa án người ta về người ta thẩm định này, người ta kiểm tra, người ta điều tra xem là cái thửa đất này trước kia đầu tiên là của ai. Nếu chính xác của bà Loan thì bà đã sang tên cho ai và cho con trai bao nhiêu, cho con gái bao nhiêu chẳng hạn như thế. Hoặc sang tên cho cháu nội là bằng phương thức nào. Sang tên cho cháu nội xong thì bây giờ cháu nội sang tên cho bà Lan là thông gia như thế nào. Thì sau này người ta về người ta sẽ cân đong đo đếm tất cả mọi người ạ. Người ta sẽ cân đong đo đếm để mà sau này người ta sẽ phân xử cái vụ việc này nó sẽ ổn thỏa. Thế thì theo cái đánh giá của luật sư của bà Loan thì
là 99% là bà Loan lấy lại được đất cho mọi người. Đây là một cái thông tin cực kỳ vui, bởi vì là mình biết rằng là các quý vị khán giả đang theo dõi rất rất là đông từ đợt nọ tới giờ mấy tháng rồi, đã trải qua những cái gian lao vất vả, những cái ngày ngày để theo dõi bà Loan, để xem tình hình của bà như nào. Thì trong cái thời gian vừa qua, các quý vị biết tại sao là im hơi lặng tiếng như vậy? Vì là bà gửi đơn, thì bao giờ tòa án người ta xét duyệt cái đơn đó thì người ta mời lên thì là mới có những cái thông tin để mà chúng ta biết được. Còn tòa án người ta không mời lên thì làm sao mà có những cái thông tin mới để mà cập nhật đến quý vị, mà cũng chẳng có thông tin nào để chúng ta cập nhật đến nhau cả. Cho nên là ngày hôm nay mình cũng đã thông tin từ mấy hôm trước là ngày 10 tháng 5, bên tòa án người ta về, người ta thẩm định, người ta điều tra cái đất đai này, thì người ta biết rõ ràng cái nguồn gốc này từ đâu, chia chác cho ai và sang tên như nào, thì để về đó người ta sẽ thẩm định lại nó khúc mắc ở đâu mà lại xảy ra những vụ việc như thế này. Thì đương nhiên là người ta phải phân định. Thế thì người ta phân định xong thì nó sẽ có một cái phiên tòa diễn ra. Người ta sẽ có phiên tòa diễn ra, nhưng đó, nhưng quý vị phải biết là luật sư của bà Loan đã cho rằng 99% là bà Loan sẽ lấy lại được đất, nhưng không biết là ít hay nhiều thôi. Thế cho nên là quý vị phải rất là vui. Dù rằng bà Loan lấy lại được ít cũng là vui đó mọi người. Dù rằng là lấy lại được ít cũng là vui, để mà cho cuộc sống của bà Loan đỡ khổ. Đó, trong cái thời gian này thì những cái thông tin thì quý vị cũng biết là những thông tin nó rất là ít. Cho nên là mình cũng ít đăng tải về gia đình bà Loan, vì là tòa án người ta chưa xử, người ta chưa có cái vừa rồi cái ngày 17 tháng 4 ấy mọi người là có gọi, nhưng mà bà Lan ấy, bà thông gia là bà không lên, không hợp tác, bà báo cáo là ốm, thế thì phiên tòa không được diễn ra. Thế thì ngày hôm nay đó, ngày hôm nay thì bên tòa án đã về rồi và đã điều tra cũng như thẩm định tất cả những cái đất đai khu vực của thuộc quyền của gia đình nhà bà Loan, thì hiện tại là cũng đã kiểm tra xong, và sau này đó thì là tòa án người ta về, người ta sẽ điều tra và người ta sẽ cân chỉnh xem như thế nào, rồi người ta sẽ mời bà Loan, mời chị Lịch cũng như là bà Lan lên trên tòa án để làm việc, để mà phân xử vụ việc này. Thế thì bây giờ mình cũng chỉ mong là lấy được ít hay nhiều thì mình cũng vui quý vị. Kể cả bây giờ bà Loan lấy được một ít cũng là vui rồi. Chứ còn thực ra mà nói là đầu tiên là Vượng với Lốc cũng nghĩ rằng là khó lấy lại đấy, bởi vì tên tuổi sang hết như vậy rồi. Thế thì đến bây giờ cái quyền thì không có nữa, nhưng mà hiện tại bây giờ thì lại đem ra kiện nhau như vậy thì là mình cũng thấy là cái việc lấy lại của bà Loan là nó rất khó. Thế nhưng rất là vui thì khi mà hôm nay nhận được cái tin từ luật sư, và tức là luật sư của bà Loan cũng đã báo rồi là 99% là lấy lại được đất, thì mọi người cũng quá vui chứ đúng không ạ? Chẳng biết như thế nào sau này phân xử như nào nữa, nhưng luật sư đã đánh tiếng là 99% là lấy lại được đất. Hôm nay bà con, cô bác, hàng xóm đến rất đông, đến rất là đông khu vực gia đình của bà Loan để ủng hộ cho bà Loan. Thế thì thật sự là chúng ta cũng cầu trời cầu Phật để cho bà Loan có thể là sớm lấy lại được những gì của bà, để bà yên tâm, để mà sống nốt cái quãng đời còn lại trong cái thế giới này. Thật sự với quý vị là hiện tại nếu như lấy được lại thì đây là một cái điều mà quá tuyệt vời đối với tất cả chúng ta, đúng không ạ? Bởi vì Vượng với Lộc cũng biết rằng các quý vị nhiều người đau xót, nhiều người điện cho mình còn khóc, nhiều người điện cho mình còn mong muốn rất nhiều điều tin vui đến với gia đình bà Loan. Thì vẫn biết rằng là rất là đau lòng khi mà phải kiện với con của mình, đúng mọi người, kiện con mình để mà lấy lại những cái công bằng vì con nó quá láo. Thế nhưng người ta cũng không vui gì đâu, nhưng vì con dâu nó quá láo thì bà Loan mới làm như vậy. Chứ thực ra nếu như cả như anh Quyết thì có một mình thì bà kiện làm gì, đúng không ạ? Máu mủ ruột già thì không phải kiện làm gì. Nhưng tức một cái là bây giờ sang tên cho cháu nội thì cháu nội lại sang tên cho bà ngoại, cho nên phải kiện và phải lấy lại công bằng. Bởi vì đây là thuộc cái quyền sở hữu của bà. Bây giờ bà muốn sang tên cho cháu để sau này dựa dẫm vào con, vào cháu để sống nốt quãng đời còn lại, mà lại làm một cái việc mà thật sự nó đau lòng đến như vậy. Thì cho nên là tất cả mọi người chúng ta đến bây giờ thì chúng ta nên vui, và chúng ta nên cố gắng sẽ ủng hộ tất cả mọi cái điều tốt đẹp sẽ đến với bà Loan cho mọi người. Và mình cũng mong rằng bà Loan tới đây lên một phiên tòa nó sẽ đầy cái niềm vui và ý nghĩa để dành tới cho quý vị khán giả. Bởi lẽ là trong cuộc sống này thì thật sự quý vị là không ai cho không ai cái gì bao giờ cả. Bà Loan thì cũng muốn cho đất cho con cho cháu để mà dựa nhờ cái tuổi già, đúng không ạ? Thế nhưng bây giờ lại trang tên cho bà thông gia, bây giờ bà thông gia lại đứng trên cái đất của mình, các quý vị có bực không ạ? Đúng không ạ? Cho nên là hôm nay là mình báo tin đến quý vị là như vậy. Các quý vị
hãy hoan hỷ chúng ta, hãy ấn đăng ký kênh, like, chia sẻ và cũng đừng quên nhấn chuông để ủng hộ cho Vượng Vlog để tiếp tục mình có những động lực để mình cập nhật những thông tin mới nhất để gửi gắm đến quý vị nha. Cảm ơn quý vị và các bạn, hẹn gặp lại mọi người trong những cái video tiếp theo.